Thưa quý vị, giá thức ăn chăn nuôi không ngừng tăng, đẩy giá thành sản xuất tăng lên, trong khi đầu ra sản phẩm gia cầm lại chậm, giá cả liên tục giảm. Tình trạng lao đao của người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã kéo dài gần 2 năm. Nhiều hộ chăn nuôi tiến thoái lưỡng nan. Gần một năm trở lại đây, trang trại gà của gia đình anh Nguyễn Hữu Tuấn ở xã Bình Ba, huyện Châu Đức càng nuôi càng lỗ. Anh Tuấn đang nuôi 10.000 con gà thịt giống Minh Dư, Bình Định. Giá thức ăn chăn nuôi hiện tại 290.000 đồng một bao, đã tăng gần 30% so với cùng kỳ, trong khi giá gà giảm từ 10 đến 15% và hiện dao động ở mức 52 đến 77.000 đồng một kg. Như vậy anh Tuấn ước lỗ hơn 100 triệu đồng lứa gà này. Như là cái năm nay là nó còn thua năm ngoái. Giờ hiện tại giờ luôn chưa có ai điện hết. Em chủ động điện thôi. Thì thường mọi năm là người ta sẽ điện cho mình. Ta giống như dặn hàng á, giờ năm nay chưa, em phải chủ động điện lại, giá thì bèo, lỗ chắc. Mình bán nhanh á, thì mình đỡ được cái tiền cám. Còn mình neo lại mà gà nó đầu nó xấu á, nó ăn lông, nó mỗi lông nó xấu là mình phải bán giá thấp. Đây thì tôi là lấy cám trực tiếp công ty thì kể như là hòe, nhưng mà nếu ai ăn cám qua đại lý thì chắc chắn là lỗ. Thì nói chung là nếu mà tốt thì lỗ ít nhất cũng phải là 5 triệu cho một thiên. Mà nếu mà không tốt thì từ 8 đến 10 triệu một thiên đó. Bình quân mỗi lứa, ông Nguyễn Minh Lý ở xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ nuôi khoảng 3.000 con gà. Trước áp lực giá thức ăn chăn nuôi tăng không ngừng, ông Lý buộc phải giảm đàn hơn một nửa. Song song đó, ông Lý còn tự tạo thức ăn cho gà bằng cách phối trộn bắp và các phụ phẩm. Mà cái lo lắng nhất của tôi trong trại này là cái giá cám nó lên rất là cao. Tôi phải giảm cái đàn gà xuống, còn có 2/3. Toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện có gần 6,5 triệu con gia cầm, trong đó gà hơn 4,4 triệu con. Giá gà đang được thương lái thu mua từ 52 đến 77 ngàn đồng một kg, giảm từ 15 đến 20 ngàn đồng một kg so với cùng kỳ. Với giá này, bình quân mỗi con gà xuất bán, người chăn nuôi lỗ từ 7 đến 10 ngàn đồng. Cộng thêm sức tiêu thụ trên thị trường chậm khiến người chăn nuôi đã khó lại càng khó. Trước những khó khăn kéo dài đã 2 năm nay của người chăn nuôi gia cầm, ngành nông nghiệp khuyến cáo các doanh nghiệp, hộ chăn nuôi cần liên kết sản xuất theo chuỗi để ổn định giá cả và đầu ra của sản phẩm. Ngành nông nghiệp cũng tăng cường hướng dẫn, tạo điều kiện cho người chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, kiểm soát tốt dịch bệnh, hạn chế rủi ro phát sinh trong quá trình chăn nuôi.